Dạ em chào mọi người. Đây là cái bồn nhựa 3.000 lít đứng. Bồn nhựa 3.000 lít của Bình Minh. Bên em còn được 2 cái thôi mọi người ạ. 2 cái bồn 3.000 lít nhựa đứng. Hàng thanh lý. Hàng thanh lý là hàng mới chưa xài. Nó có lỗi một chút do khi sản xuất á, bên nhà máy họ có lỗi nên họ loại ra. Bên em đã khắc phục cái lỗi đó rồi và bây giờ bán lại cho mọi người với giá rẻ để mọi người mình xài ha. Thanh lý nhưng bên em khắc phục lại rồi bán, vẫn bảo hành cho mọi người mình 12 năm luôn. Ai mình cần sử dụng bồn nhựa chất lượng giá rẻ thì cứ vui lòng liên hệ bên em ạ. Cái bồn 3.000 lít thanh nhựa thanh lý này bên em đang bán ở tại kho giá 4,5 triệu. Mọi người mình ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì liên hệ để mình đặt hàng, hoặc các tỉnh thì mình cũng có thể đặt hàng để bên em dồn đơn lại và ghép xe giao cho mọi người mình nha. Bồn này giao về quận 9. Khách hàng của bên em đặt hàng và muốn giao luôn trong ngày, xe chuẩn bị đi cho kịp giờ mà không biết có kịp không. Đây là đang buổi trưa đấy mọi người, lên bồn rồi đi luôn, tranh thủ tại vì đường vào thành phố họ cấm tải. Nếu mà mình giao trễ quá thì mình ra không kịp á, là bị nằm lại trong thành phố đến 9 giờ tối mới được ra cơ. 9 giờ tối xe tải mới được lưu thông tiếp. Còn mình mà ra sớm trước 4 giờ thì mình được về nhà nghỉ khỏe rồi. Còn ra trễ quá sắp xếp không kịp thì sẽ ở lại trong xe và đến 9 giờ mới được ra, về nhà là 10 giờ đấy ạ. Rồi em chào mọi người nha, tạm biệt mọi người. Ai mình cần sử dụng bồn nước thì vui lòng liên hệ bên em nha. Theo số điện thoại mà em để trên clip này. Mình nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin về những cái bồn nước bên em nhập về kho và bên em bán đi cho mọi người với giá hữu nghị và bồn chất lượng. Mọi khi mọi người xem video này sẽ nhìn được trực tiếp cận cảnh cái bồn nó như thế nào, mới hay cũ, đẹp hay xấu và nó tròn méo ra làm sao mọi người ha. Bồn đã lên xe rồi, giờ bên em chỉ giao cho khách thôi ạ. Tạm biệt mọi người nha.